và có nghị định số 2 của tôi thì chúng ta khi mà mafia đã đóng nhận từ khu vực trở về và quay về nhà cũng như trên tin vực quen thuộc mà chúng ta vẫn tự nghe đó là hình ảnh của mẹ mafia nói lời xin vân với sự thật nhưng rồi với lời xin vân ấy kẻ bộ lời của mẹ mafia và chỉ làm trong đau khổ thế nhưng mà niềm tin ấy niềm tin của mẹ đã làm cho đã giúp cho mẹ Maria vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc đời. Mẹ Maria đã giữ vững niềm tin ấy từ mẹ sinh vân cho đến chân bà già và người đồng chúng ta mừng mẹ mong tôi nghĩ là mừng niềm tin mà và chúng ta cùng suy nghĩ với nhau để suy nghĩ kẻ của lời chúa thế khi chúng ta lời chúa mong tôi. Thank you.
đang được xin cho các con xin lo việc này, người chị người xin cho con đi ở tội lợi, thắng người xin phải tổ thắng người xin bị được bổ bất, vì hai người xin mai của nhà đời, mai sau người xin trả lời, năm người xin lên chết bản, hai tám người xin để chuyển đầu cho các linh hồn, một trăm tám mươi người xin lên đi đi mà những bí mật khác, đại diện cho người đàn tư của những anh ở đây, chúng ta cầu nguyện cho bà cố. Yeah.
Xin Chúa, xin Mẹ giúp cho